ơi, chị cho em hỏi một chút, bài toán này giải sao hả chị? Chị đang bận, em hỏi chị Go đi. Chị ơi, nếu con Moon và con Mi đánh nhau thì con nào thắng ạ? Chị không biết đâu, em hỏi bác Go đi. Chị ơi, cái gì không biết thì search Google đi, trời ơi. Và đó là lý do video này ra đời các bạn ạ. Bạn có thắc mắc tại sao Google biết hết mọi thứ không? Chị Google thật ra là ai? Robot hay con người? Mọi bí ẩn sẽ được vén màn trong video ngày hôm nay. Cùng phá đảo 15 sự thật gây sốc về Google nào. Sự thật đầu tiên chính là cái tên Google. Tại sao Google gọi là Google mà không phải Mimi hay Baby nhỉ? Lý do có thể là lỗi chính tả, biệt danh thú cưng hay tên người sáng lập Google tên như vậy. Ồ, thật bất ngờ nha. Nói ra nghe buồn cười nhưng cái tên Google ra đời do viết sai chính tả các bạn ơi. Tên gốc của Google là Backrub, nhưng sau đó người ta thấy cái tên này quá bình thường, không gây ấn tượng với người dùng nên đã đổi tên mới là Google. Thế nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, khi đăng ký tên miền người ta lại gõ nhầm thành Google và cứ thế trang web Google ra đời. Sau này trở thành cái tên ai cũng biết. Trời ơi, một lần viết sai chính tả mà nổi tiếng cả đời ư? Đúng là một dấu ấn khó quên quá mà. Vậy ai là người đã tạo ra gã khổng lồ Google nhỉ? Một người giàu có quyền lực hay một thiên tài nào đó? Các bạn có đoán được không? Larry Page và Sergey Brin, hai sinh viên sáng giá của Đại học Stanford là người đã tạo ra Google đó các bạn ơi. Cả hai đã bỏ dở chương trình tiến sĩ để theo đuổi ước mơ đưa Google vươn ra thế giới. Ngày đó khi mới tạo ra công cụ tìm kiếm này, cả hai không có đủ tiền để phát triển nó. May mắn thay, một người đàn ông tên Andy Bechtolsheim, người sáng lập của một tập đoàn lớn, đã đồng ý đầu tư hơn 2 tỷ cho hai chàng trai trẻ thực hiện giấc mơ. Hơn 2 tỷ ở đây là hơn 2 tỷ đô đó nha các bạn ơi. Đúng là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Có sáng tạo khác có gạo ăn, đúng quá mà các bạn nhỉ. Khi đó, tri thức đã có thừa, tiền bạc cũng rủng rỉnh rồi, những chàng trai như hổ mọc thêm cánh vui đâu vào làm việc. Và bạn có đoán được Google được tạo ra đầu tiên ở đâu không vậy? Nhà vệ sinh, công viên hay ở gara ô tô nhỏ? Một công cụ tìm kiếm nổi tiếng toàn thế giới nhưng lại chính thức ra đời vào ngày 7 tháng 9 năm 1998 tại một gara ô tô ở ngoại ô California, nước Mỹ. Trong ngày đầu thành lập, cả công ty vỏn vẹn trên dưới không quá 10 nhân viên. Nhưng nên nhớ rằng họ đều là những người trẻ tinh anh và chăm chỉ. Đặc biệt nhất là tất cả đều có chung một mục tiêu nên mọi người làm việc vô cùng hăng say vui vẻ. Từ đó, Google dần dần phát triển cho đến ngày hôm nay. Quá là tuyệt vời, một sự sáng tạo có ý nghĩa to lớn cho xã hội con người hiện đại. Vậy có thế lực nào giúp đỡ họ không? Hay Google đã phát triển ra sao? Cùng mình tìm hiểu tiếp ngay bây giờ nhé! Thế nhưng trước đó là một dấu chấm hỏi to đùng gây bao tò mò cho toàn thể nhân dân Việt Nam đây các bạn ơi. Cả nước Việt Nam ta gọi chị Google là chị Google thôi, nhưng không ai thấy sự thật về mặt chị hay biết thông tin gì về chị cả. Vậy thật ra chị Google là ai vậy? Là robot giả giọng hay người thật nhỏ? Chị Thi Giang hay chị Việt Phương Thoa nữa đấy? Bất ngờ chưa bà già? Chân dung chị Google đây này các bạn ơi. Được biết đây là chị Thi Giang, một biên tập viên MC của đài SCTV, đồng thời kiêm luôn danh hiệu ca sĩ nhạc trữ tình khi sở hữu giọng ca vàng Anh trong trẻo khó ai sánh kịp. Ngoài ra, chị Việt Phương Thoa tuy không phải dân chuyên nhưng giả giọng chị Google cũng rất ra gì và này nọ đấy. 200 mét nữa, rẽ trái tẩy cầu ông lãnh. Bạn thích chị nào hơn thì nhớ comment xuống bên dưới nhé. À, nhanh trí chợt nghĩ, lên lớp rồi nhào ra hỏi đứa bạn: mày biết chị Google là ai không? Nó kêu không một cái là bạn được dịp tỏa sáng giữa lớp rồi đấy. Hehe, amazing. Xong chưa? Bây giờ chúng mình cùng đến bí mật tiếp theo về Google nhé. Ngày xưa họ còn nghèo, ở gara ô tô thuê, chứ ngày nay thì khác rồi. Quy trình phát triển của họ hiện nay ở nước nào vậy? Ở Anh, ở Mỹ hay ở Việt Nam ta? Trụ sở của Google gọi là Googleplex, tuy khác tên gọi và quy mô nhưng nó vẫn ở California của nước Mỹ nhé. Nơi đây từng được bình chọn là công ty có môi trường làm việc tốt nhất thế giới khi ở đây cái gì cũng có, gì từ phòng gym, phòng giải trí đến cả vườn rau cũng có nốt. Như này anh em nào vừa thích cuộc sống sôi động, vừa thích trồng rau nuôi cá, bánh chia linh cũng được luôn nhé. Thế nhưng vào đây không phải chuyện dễ dàng đâu, và nó không dễ như thế nào thì lại phải tìm hiểu tiếp thôi. Với cái quy mô công ty như trong mơ thế này, thế nên nhân viên làm việc ở đây cũng không phải dạng vừa đâu. Họ đều là những con người vô cùng ưu tú, thế nên Google đãi ngộ cực tốt, mức lương ở Googleplex cũng cực kỳ ấn tượng. Và nó ấn tượng như thế nào, bạn có tưởng tượng nổi không? Lương cao tới mức nào? 1 tỷ đồng một năm, 2,3 tỷ đồng một năm hay 100 triệu đồng một năm thôi nhỉ? Ôi là trời, tin được không? Tận hơn 2 tỷ một năm đấy. Như vậy tính ra sương một tháng có ngay 200 triệu bỏ vào túi rồi. Wow, ước mơ 3 lầu 4 bánh không còn xa nha. Và để làm việc ở đây, nhận mức lương trong mơ như vậy thì Google yêu cầu hẳn cũng chất lượng cao hơn bình thường. Họ không đặt nặng bằng cấp, nhưng nếu có bằng du học quốc tế lại là một điểm tốt đấy. Quan trọng, Google đề cao kinh nghiệm thực tế và năng lực làm việc hơn cả. Anh em nào muốn ghi danh vào công ty Google, toàn ngần ngại gì nữa mà không lấy sách vở ra học ngay luôn đi. À mà khoan, xem hết video này rồi hãy học nhé, vì tiếp theo đây bạn sẽ phải há hốc mồm khi biết những sự thật bí ẩn của Google đấy. Ồ, khó mà tin được những biểu tượng phần mềm của Google lại ẩn chứa sự ma quái đáng ngờ các bạn ạ. Theo phán đoán của bạn, đâu là biểu tượng Google gọi quỷ sa tăng vậy? Cái gì cơ? Cả Google Chrome và Google Play chẳng hiểu sao lại trùng hợp cũng liên quan đến quỷ sa tăng ư? Cụ thể, biểu tượng Chrome nếu phân tích kỹ bản thiết kế sẽ cho ra con số 666, thường dùng triệu hồi quỷ sa tăng. Cùng với đó, hình ảnh tam giác với mũi nhọn quay về bên phải của Google Play lại vô tình giống hệt ký hiệu riêng của quỷ sa tăng. Eo ôi, tầm này thì dù Google đã phủ nhận nhưng vẫn đáng nghi lắm nha các bạn ơi. Những con người đang nghi đâu rồi? Các bạn nhớ lên tiếng nhé. Bí mật nối tiếp bật mí đây. Bạn cũng biết Google Maps nổi tiếng có thể tìm được bất kỳ địa chỉ nào đúng không? Thế nhưng có những địa điểm luôn bị Google Maps từ chối. Theo bạn, nơi nào trên thế giới bị cấm trên Google Maps vậy? Đảo Mururoa hay đảo rắn nhỏ? Đảo Mururoa ư? Cái tên nghe khá dễ thương nhưng thường không hề dễ. Nếu bạn tìm kiếm hòn đảo này trên Google Maps, kết quả nhận được chỉ là một vài đường nét màu trắng bị đứt gãy. Ngoài ra chẳng có cái gì cả. Tuy không ai nói rõ lý do nhưng rất có thể nơi đây từng tiến hành hàng trăm cuộc thử nghiệm hạt nhân trong suốt 30 năm, biến nơi đây thành hòn đảo chết và đầy rẫy bằng chứng tội ác chiến tranh, nên Google Maps không muốn bạn xem thấy đâu. Ồ, thế nhưng cái gì càng cấm thì càng tò mò. Còn không biết anh em thấy sao? Nhanh trí cảnh báo rồi đó nha. Và không chỉ Google Maps, phần mềm Google Dịch cũng không tránh khỏi những hiện tượng xuất quỷ nhập thần. Vào năm 2018, một anh bạn nghịch ngợm đã dùng Google Dịch ngôn ngữ từ tiếng Maori sang tiếng Anh. Khi gõ 16 lần ký tự Doc, một dòng chữ kỳ lạ bất ngờ hiện ra. Theo bạn, Google Dịch đã nói cái gì vậy? Nói về ngày tận thế, lời tiên đoán thần bí hay lời tỏ tình kỳ lạ? Bạn có nghe rõ không? Đây là lời tiên đoán thần bí mà chị Gồ đã dịch, nghe qua cứ như đấng bể trên đấy. Nhưng thật ra đây chỉ đơn giản là lỗi hệ thống thôi nhé. Dịch các từ ngắn, lặp đi lặp lại là rất hiếm gặp, do đó Google không hiểu và nghĩ đây là cách tụng niệm của tôn giáo nào đó. Vì vậy, khi càng lặp từ lặp lại nhiều lần thì chị Gồ lại dịch ra câu càng cao siêu đấy. Không tin á? Một lát nữa bạn cứ thử xem. Tiếp đến là một câu hỏi hé lộ rõ ràng hơn về sự liên quan giữa Google và quỷ sa tăng nha các bạn ơi. Từng có giả thuyết Google thuộc tổ chức đen tối Illuminati thống trị toàn thế giới. Vì vậy, khi bạn gõ lên Google Dịch là bạn có phải thuộc tổ chức Illuminati không thì bạn nghĩ Google sẽ trả lời như thế nào? Đó là điểm khác biệt giữa bạn và tôi. Tôi yêu bạn rất nhiều. Hay phải, tôi là Illuminati. What? Má ơi, thật luôn! Google không hề vòng vo mà đã khẳng định rằng Google đến từ tổ chức bí mật và đó là điểm khác biệt giữa Google và bạn ư. Eo, xong rồi, chuẩn bị hầm trú ẩn nấp trước khi Google xâm chiếm trái đất nhé bạn ơi. Đùa chứ, nãy giờ chỉ là một mẹo để khiến Google Dịch bị lỗi thôi. Một thời từng đồn đoán như vậy, anh Sơn Đù còn reaction rồi, nhưng sau khi tìm hiểu thì kiểu đây là một dạng hack Google Dịch ý, máy móc mà, sao thông minh như con người được, các bạn đừng lo nhé. Chưa hết, tiếp theo đây mình sẽ bật mí cho các bạn biết một thế lực thuộc level vũ trụ có thể khiến Google bay màu đó. Đố bạn tìm ra được người đó đấy. Húc, người ngoài hành tinh hay Thanos vậy? Trời, trong vũ trụ này còn ai mạnh hơn Thanos nữa? Sức mạnh kinh khủng đến mức phá hỏng bộ não Google, khiến nó bay màu luôn. Cái tầm này phải gọi là ối rồi. Nếu bạn gõ tìm kiếm cụm từ Thanos trên Google, bên góc phải màn hình sẽ hiện biểu tượng bàn tay cất giấu sức mạnh vĩ đại của Thanos. Một khi bạn click vào đó, toàn bộ dữ liệu trên màn hình sẽ lập tức bốc hơi như chưa từng tồn tại đó. Tuy nhiên, trò chơi siêu sức mạnh này chỉ có vào năm 2019 khi phim vừa công chiếu thôi. Bây giờ muốn thử cũng bó tay nhé. Bên cạnh đó, không phải tự dưng người ta gọi Google là gã khổng lồ đâu. Bạn có tưởng tượng được mỗi ngày có bao nhiêu người đang dùng Google không? 1 tỷ người, 5 tỷ người hay toàn bộ người trên trái đất? Thật khó tin, mỗi ngày Google phải xử lý 8,5 tỷ lượt tìm kiếm trong khi dân số thế giới hiện tại chỉ khoảng 8 tỷ người thôi, tức là mỗi ngày hầu như toàn bộ người sống trên trái đất đều sử dụng Google. Wow, bây giờ sách mông đi hỏi ai mà không biết Google, chắc là người ở sao Hỏa xuống quá. Bây giờ chúng mình giải trí một chút với thử thách tinh mắt nhé. Hãy tìm ra chữ Google bị viết sai nào. À, đây rồi, hai chữ O màu đỏ là sai rồi nha. Phải là một chữ O màu đỏ, một chữ màu vàng như này mới đúng cơ. Bạn nào tinh mắt như Nhanh Trí không? Mau comment ăn mừng nào. Thế mà Nhanh Trí vừa nghe được một tin giật gần đây, Google đọc được suy nghĩ của người dùng cơ. What? Thực hư là như nào thế? Bạn nghĩ tin đồn này đúng hay sai? Lúc đầu thì Nhanh Trí nghĩ là thật đấy, thế nhưng sau khi tìm hiểu thì nó sai nha. Con người là loài động vật thông minh nhất, cũng chưa làm được điều này thì Google không làm được đâu. Việc quảng cáo gợi ý tìm kiếm trùng khớp với những điều bạn mong muốn không phải do Google có siêu năng lực. Chẳng qua là Google đã dùng những thuật toán vô cùng phức tạp để phân tích và theo dõi các hoạt động của người dùng, dựa vào đó đưa ra những gì bạn đang cần mà thôi. Cuối cùng, gần kết thúc năm 2022 rồi, bạn có biết năm vừa qua có những sự kiện bùng nổ nào không? Từ khóa nào được tìm kiếm trên Google nhiều nhất vậy? Đó là sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2022 đấy. Mấy ngày gần đây phải gọi là hot, từ Facebook, YouTube đến TikTok, đầu cũng tràn ngập các video về World Cup. Bạn mê đội bóng nào nhất? Nhớ comment xuống bên dưới nhé. Mình là mê Neymar nè.